Dự báo thời tiết ngày 29 tháng 5, mưa ẩm ập đổ xuống Bắc Bộ, nguy cơ sạt lở. Thời tiết Bắc Bộ hôm nay 29 tháng 5, nhiều nơi có mưa rào và dông, mưa dông cũng xảy ra ở Nam Bộ và còn kéo dài thêm nhiều ngày. Theo Trung tâm Dự báo thời tiết hôm nay 29 tháng 5, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng có mưa vừa với lượng mưa 20-40mm. Từ đêm nay cho đến đêm 30 tháng 5, thì ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 60-100mm một đợt, có nơi trên 120mm một đợt. Ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Chiều và đêm 30 tháng 5, ở khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ thì hôm nay có mưa rào và dông với lượng mưa 20-50mm, cục bộ có mưa to với lượng mưa trên 70mm. Mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2 tháng 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Khu vực Hà Nội từ đêm nay đến 30 tháng 5 có lúc mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 29 tháng 5. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26, cao nhất 30-33. Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mai có thể là có dông. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27, cao nhất 34-36. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23, cao nhất 27-30 và có nơi trên 30. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28, cao nhất 34-37, vùng núi có nơi trên 37 độ C. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.